Thứ hạng hiện tại đấy rất là căng thẳng luôn mọi người ạ. Hiện tại là Tiêu đã đuổi kịp Nhật Minh 4112 rồi và tặng cho mọi người phần quà là 8 vàng ở trong hộp thư. Anh Nhân, hạt tiêu nè. Hello mọi người, mình là Hạt Tiêu đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Play Together. Tuần này thì cuộc thi câu cá đã quay trở lại và chủ đề của tuần này là chúng ta sẽ bắt cá chép mọi người ạ. Nếu mà ai bắt được nhiều cá chép nhất trong mỗi bảng đấu á, thì chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng. Bây giờ mình sẽ bấm là tôi muốn tham gia nha mọi người. Thì thường là khi mà cái sự kiện này nó bắt đầu á, thì mình sẽ không tham gia vào ngày đầu tiên mà mình sẽ tham gia vào ngày thứ hai. Thì mình cảm giác là khi mà mình tham gia muộn á, thì cái sự cạnh tranh nó sẽ giảm đi á mọi người. Phí để tham gia sự kiện là 10 kim cương một lần nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ được xếp vào một bảng đấu. Wow. Thì mình đếm sơ sơ là trong cái bảng đấu của mình thì bao gồm tầm 36 bảng á. Hiện tại thì số điểm của tất cả mọi người đều là bằng 0 hết nha. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu cuộc thi thôi. Tại vì mục tiêu của chúng ta là chỉ là bắt cá chép thôi, cho nên là để tiết kiệm tiền á thì mình sẽ dùng cần câu gỗ để mà câu cá nha mọi người. Cần câu gỗ của mình đâu rồi ta? Và mình thấy là những cái địa điểm mà câu được nhiều cá chép nhất là một là cái hồ ở trong nhà, hai là cái hồ ở trong môn, và ba là khu câm binh á mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ thử câu ở trong nhà trước nha, để mình coi thử là cái bảng xếp hạng của mình hiện tại như thế nào rồi. Oh my god luôn á. Ủa nãy giờ là, tính ra nãy giờ là khi mà mình, từ khi mà mình ghép cái nhóm tới bây giờ là mới chỉ tầm có 10 phút thôi á mọi người, mà cái con số nó đã nhảy lên là 50 con cá rồi mọi người ạ. Sao mà câu nhanh thế, trong vòng 10 phút mà được 50 con cá á. Hiện tại là cái bạn mà đang đứng top 1 ở trong cái bảng thi đấu của mình là Haruki VN mọi người ạ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc thi nhé. Con cá chép thì nó sẽ nằm ở bóng ba nha mọi người. Mọi người chỉ tập trung câu bóng ba thôi. Đó. Hai con. Wow. Ơ, tại sao lại là cá rồng? Bây giờ tôi chỉ cần cá chép thôi, không cần những con cá xịn đâu. Cho tôi cá chép là tôi vui rồi. Để mình xem thử là cái bảng xếp hạng hiện tại nó như thế nào rồi nha mọi người. Oh my god, hiện tại bảng xếp hạng nó đã được thay đổi rồi mọi người ạ. Bạn Haruki từ top 1 đã bị thụt xuống top 3. Và bây giờ top 1 đang là bạn Anh. Và top 2 đang là yêu ai không biết 111. Hạt tiêu hiện tại là đang đứng top 5 nha mọi người. À, là mỗi con cá nó sẽ được tính là 10 điểm mọi người ạ. Nãy giờ tiêu câu được 3 con là 30 điểm. Hồi nãy thì mình cứ tưởng là một con cá là 1 điểm. Bóng 3 đâu hết rồi nhờ, nãy giờ toàn là bóng 1 thôi. Bóng ba, chắc chắn là cá chép rồi. Chắc chắn là cá chép rồi. Cá chép. Bị hỏng rồi. Vật phẩm bị hỏng rồi mọi người ạ. Bóng ba, tiếp tục là bóng ba. Tiếp tục. Cá chép đi. Mình sẽ test thử cho mọi người á, là khi mà câu cá chép ở trong cái hồ trong nhà với lại câu cá chép ở trong môn thì ở đâu sẽ câu được nhiều cá hơn nha. Cá chép. Cục diện của bảng đấu bây giờ đã thay đổi rất là nhiều rồi. Hiện tại á thì Hạt Tiêu đã vươn lên top 3 rồi mọi người ạ. Bạn Anh á thì vẫn đang giữ top 1 với số điểm là 140 điểm. Nhật Minh 4112 đang dẫn vị trí thứ 2 với 110 điểm. Nãy giờ mình câu ở trong nhà với thời lượng là 15 phút thì mình câu được tầm 10 con cá chép á mọi người. Bây giờ mình sẽ test thử. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài môn test thử, xem thử là khi mà mình câu ở ngoài môn thì nó có được nhiều cá hơn là so với câu ở trong nhà không nha. Bây giờ mà câu bóng ba mà cũng sợ hụt nữa mọi người. Câu bóng ba mà cũng hụt, ơi trời. Đứt cần rồi, câu bóng ba mà cũng đứt cần. Tiếp tục bóng ba, chắc chắn lần này là cá chép rồi. Câu đông người cái mình bị mất tập trung hơn là so với câu ở nhà á mọi người. Trời ơi, cái xe hỏng. Ôi, bạn kia câu được con cá hổ. Một con. Trời ơi, mình đã bị tụt xuống hạng 5 rồi mọi người ạ. Nãy giờ 2 phút trôi qua rồi mà mình mới câu được có một con à. Mình cảm thấy là ở trong môn nó hơi là sukana hơn là so với câu ở nhà nha.
Ui, con gì đây? Con cá hổ. Sắp tới giờ của heo hồng rồi thì phải. Mười lăm phút đã trôi qua và cục diện của bảng đấu hiện tại đang rất là căng thẳng mọi người ạ. Hiện tại thì mình, Hạt Tiêu và Vi Ngô đã leo lên đứng top 2 của cái bảng đấu này. Và Nhật Minh 4112 đã leo lên top 1 với số điểm là 280 điểm. Còn Vi Ngô và Hạt Tiêu đang đứng vị trí thứ 2 với số điểm là 230 điểm. Khoảng cách đối với vị trí top 1 là 50 điểm, 5 con cá mọi người ạ. Sau khi câu 15 phút ở trong môn đó, thì mình được 130 điểm. Vậy là suy ra là ở trong môn sẽ câu được nhiều hơn ở trong nhà một xíu nha mọi người. Tuy nhiên là cái sự chênh lệch nó cũng không cao mấy. Thì mình thấy là nó chắc cũng ngang ngang nhau á mọi người. Nếu mà mọi người thấy là muốn câu ở trong nhà cho nó yên tĩnh và nó thoải mái hơn á, thì mọi người cứ việc câu ở trong nhà cũng không sao nhé. Câu ở ngoài ở trong môn á thì sẽ câu đông người hơn, và nhiều khi là mọi người sẽ bị mất tập trung hơn á. Nhưng mà tại vì bây giờ là cái bảng đấu của mình nó đang rất là suýt sao nhau, cho nên là mình sẽ đứng yên một chỗ và tiếp tục câu đến khi nào mà mình giành được vị trí top 1 nha mọi người. Ui, cái bạn Nhật Minh này vẫn câu nhanh thế. Yay! Thứ hạng hiện tại đây rất là căng thẳng luôn mọi người ạ. Hiện tại là Tiêu đã đuổi kịp Nhật Minh 4112 rồi. Tiêu và Nhật Minh đang có số điểm bằng nhau là 340 và đang đứng top 1 mọi người ạ. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Thời gian của cuộc thi này hiện tại là còn 15 giờ nữa. Ok, bây giờ Tiêu sẽ có một cái mini game nhỏ cho mọi người. Mọi người hãy dự đoán xem là thứ hạng của Tiêu ở trong cái cuộc thi lần này sẽ là thứ hạng mấy. Tiêu sẽ chọn ra ba bạn có đáp án chính xác và nhanh nhất và tặng cho mọi người phần quà là 8 vàng ở trong hộp thư. Mọi người nhớ là cái cú pháp để mà mọi người tham gia cái mini game này á là mọi người hãy comment. Mọi người hãy dự đoán thứ hạng chính xác của Tiêu ở trong cuộc thi này kèm với tên in game của mọi người. Thí dụ như top 1 Hạt Tiêu IT. Ok, video ngày hôm nay tới đây là hết rồi. Từ giờ tới tối thì Tiêu sẽ tiếp tục câu cá và tham dự cái sự kiện này. Kết quả mini game Tiêu sẽ thông báo vào video ngày mai khi mà Tiêu nhận được các kết quả thứ hạng ở trong game. Chúc mọi người sẽ may mắn và chiến thắng mini game của Tiêu nha. Ngoài cái kênh YouTube Hạt Tiêu Play ra thì mọi người còn có thể tìm thấy Tiêu qua các kênh như là kênh TikTok Hạt Tiêu YT này, Facebook của Tiêu, group fan club của Tiêu này, hoặc là Instagram của Tiêu. Thì mọi người có thể kết nối với Tiêu qua những cái mạng xã hội đó nữa nha. À, nếu mà ai coi đến đây rồi mà nãy giờ quên nhấn like video hoặc là đăng ký kênh thì mọi người đừng quên bỏ ra 5 giây nhấn like video và đăng ký kênh cho Tiêu nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến hết video ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.